Một ngày sau vụ nổ giết chết hàng trăm thường dân, hôm qua ngày 18 tháng 10, các biểu tình chống Israel đã diễn ra khắp các nước vùng Trung Cận Đông. Và luôn luôn họ ghi, biểu đây là cái hình ảnh đang biểu tình tại Istanbul, là bên Thổ đó, lên án mạnh mẽ Israel và ủng hộ người Palestine. Reuters cho biết từ Maroc cho đến Bahrain đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình chống Israel và Mỹ. Không khí chống Mỹ cũng đã lan rộng sang Tunisia. Những người phản đối đã đốt cờ Mỹ, Do Thái, đồng thời yêu cầu trục xuất các đại sứ Mỹ của Pháp và Mỹ tại Pháp và nhiều hậu thuẫn vô điều kiện cho Israel. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì ông Tổng thống Erdogan cũng ban hành 3 ngày quốc tang sau vụ nổ giết chết hàng trăm di dân tại một bệnh viện trên giải Gaza. Thông tin viên từ Beirut đã đưa về bài phóng sự như sau. Con đường dẫn đến tòa nhà đồ sộ của Sứ quán Mỹ nằm ở phía bắc của Beirut đã bị quân đội chặn lại bằng những rào chắn bằng kim loại. Có nhiều người đã tìm cách vượt qua và ném đá, cảnh sát phải đáp lại bằng bắn hơi cay. Đám đông đã hô những khẩu hiệu ủng hộ Palestine. Các vị thấy không? Những cuộc biểu tình pro-Palestine nó vẫn mạnh hơn phía Do Thái. Do Thái cũng có một số nước ủng hộ, nhưng mà ít hơn. Đó là cái họ biết che đậy đó, ý chúng tôi mới nói bên Hamas đó. Trước đó, trong một cuộc tập hợp diễn ra tại văn phòng Liên Hiệp Quốc nằm ngay cái trung tâm thủ đô Beirut này đó, thì nhiều người biểu tình đã mặc trang phục màu đen nhằm chia sẻ cái nỗi tang tóc, quấn lá cờ của Palestine. Chúng tôi nghĩ rằng Liên Hợp Quốc có đủ khả năng, nếu như họ có thiện chí, để thực hiện cách khác cho phép viện trợ nhân đạo đến cái giải Gaza, phải hối thúc quân đội Israel ngừng các cuộc oanh kích hỗ trợ thường dân Palestine. Dù chúng tôi tin rằng Liên Hợp Quốc sẽ không làm điều đó. Tại Hoa Kỳ, một số cuộc tình nhỏ, biểu tình nhỏ đã quy tụ 200 người Do Thái diễn ra trước trụ sở Quốc hội Mỹ, cái đồi Capitol đó, mà là cái tin mà nãy Bích Lộc vừa nói đó, tại Washington, và đòi phải có một lệnh ngưng bắn ngay tức khắc. Tại Đức thì có nhiều cuộc va chạm với cảnh sát cũng như người dân biểu tình nổ ra trong đêm qua rạng sáng nay, tức là 19 tháng 10, sau một cuộc xuống đường ủng hộ cho Palestine. Khoảng 60 cảnh sát đã bị thương và hơn 170 người đã bị bắt giữ, thưa quý vị.